Lúa gạo không chỉ là nguồn cung cấp lương thực chủ yếu cho một nửa dân số trên thế giới, mà còn là nguồn tạo công ăn việc làm và thu nhập lớn nhất cho những người nông dân ở nông thôn. Để hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực của toàn vùng, sử dụng đất lúa một cách có hiệu quả và tiết kiệm, thì vai trò của cây lúa có năng suất cao càng trở nên hết sức cấp thiết. Do đó, việc tìm ra các giải pháp kỹ thuật tiên tiến và tích hợp thành gói kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất lúa bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, đảm bảo chất lượng gạo cao, an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là cánh đồng 120 ha lúa xuân canh tác bằng kỹ thuật tiên tiến của Hợp tác xã Phong Hòa, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Các kỹ thuật mới được áp dụng tại đây như lựa chọn các giống lúa có đặc tính phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu, thích hợp cho việc áp dụng cơ giới hóa, xử lý mầm bệnh hạt giống, phá miên trạng và kích thích khả năng nảy mầm. Áp dụng các loại máy móc có khả năng gieo xạ tốt để thay thế công cụ xạ hàng, sử dụng máy phun phân bón, máy phun thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất lớn, áp dụng tưới nước theo nông, lộ, phơi và nhiều kỹ thuật mới trong khâu thu hoạch và sau thu hoạch. Áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật của viện vào cái gieo xạ bằng máy và với cái lượng nọc giống thì tôi thấy là trước mắt là các chị nhìn thấy cánh đồng này qua là mưa giông gió giật vừa rồi không đổ. Tức là vì nó cắm sâu, hạt giống cắm sâu, dễ bám sâu. Đấy cũng là điều kiện tốt để cho cây lúa cứng cây, ăn dễ sâu, hút được nhiều chất dinh dưỡng, nên bảo đảm coi là không bị đổ. Cái thứ hai là riêng về bắn mà đúng tiêu chuẩn, theo như viện là 1,5 cân. Nhưng mà chúng tôi là, bối cảnh chúng tôi là đúng là đây là cũng phải xin viện là cho thêm mấy lạng để bắn là phòng bị mà. Vì dân là làm bây giờ nó đương dạy dân mà đương hướng dẫn dân làm theo cái kỹ thuật nên phải chấp nhận theo thì bây giờ mới nhìn thấy cái hậu quả, tức là gia đình nào mà bắn dày quá đấy, mà có vãi thêm ấy, thì hiện nay là cái áp lực sâu bệnh nhiều hơn so với các cái hộ mà bắn theo đúng tiêu chuẩn của viện quy định. Thì hiện nay nếu mà so sánh giữa hai ruộng dày và cái ruộng theo đúng tiêu chuẩn thì bông và tình hình áp lực sâu bệnh tốt hơn cái dày. Đây cũng là một cái điều kiện để cho bà con học tập. Tại buổi trình diễn máy phun thuốc bảo vệ thực vật ngày hôm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng rất nhiều nông dân tập trung đến để theo dõi. Nhiều nông dân bày tỏ quan điểm khác nhau về chiếc máy này. Cô thì rất là muốn cái dàn này nhưng mà phun sớm cho cô một tí nữa. Thì là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cô sợ quay đi quay lại là nó rủ lúa. Còn cái dàn này thì đến bây giờ cô vào đây nhà cô thuê rồi, nhưng mà nếu mà phun sớm tí nữa các cô sẽ thuê với cái dàn này. Vì bây giờ các cô phun vậy cứ mỗi một xào là 30.000 tiền công. Nó có cái dàn này thì nhà cô chỉ đi đường là xong. Cứ thuốc men cứ chính xác cho các cô đầu xào được bao nhiêu tiền các cô cũng giả. Cho nó bớt cái sâu bệnh. Mà nó đỡ là cả cái công người phun. Bây giờ các cô lội cũng mệt lắm. Hôm nọ cô cũng phun cái chỗ này cô thuê. Cô phun lần trước là cô cuốn lá là cô phun 6 bình. Đến hôm nọ đây cô phun lại là cô thuê 5 bình. Hai đợt này nhà cô cũng gần 1 triệu bạc nhưng có ít đâu. Có 6, chưa được 6 xào ruộng. Chúng tôi hiện nay là phun đợt này thì là phải 35-40 nghìn một công phun một bình. Nhưng mà nếu tính toán máy này thì kể cả khấu hao kể cả công thì khoảng 10.000 một xào, thì đấy cũng là giảm được cái đầu vào. Chiếc máy này thì chúng tôi đã triển khai tại nhiều địa phương. Thứ nhất là tại Thanh Oai, Hà Nội. Thứ hai là tại Đông Hưng, Thái Bình. Thứ ba là tại Nho Quan và Linh Mỹ, Ninh Bình, Hoa Lư, Ninh Bình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có triển khai trên toàn bộ các cái diện tích khu thí nghiệm của Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm. Thì cái hiệu quả về đánh giá là rất là cao. Và với cái công suất hoạt động cũng như là cái hiệu quả như vậy thì một vụ trên 1 hecta về kinh tế thì chiếc máy này có thể giảm tiện ít nhất là từ 5 cho đến 6 triệu đồng trên 1 hecta về công phun. Đấy, còn về hiệu quả thuốc trừ sâu
thì như chúng ta cũng đã thấy là cái lượng thuốc trừ sâu là chúng ta sử dụng ít hơn. Thứ hai nữa là đảm bảo được cái thời gian dập dịch đấy, rất là hiệu quả. Theo ông Phạm Tăng, Giám đốc Hợp tác xã Phong Hòa, từ khi áp dụng đồng bộ gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến do Viện Cây Lương Thực và Cây Thực phẩm triển khai, đa số nông dân đều nhận thấy cây lúa sinh trưởng và phát triển khỏe, cứng cây, lúa chỗ bông đều và đặc biệt là tiết kiệm được nhiều chi phí sản xuất. Vì điều kiện thời tiết hôm nay là trời mưa nên là bị ngắt lại nên không có bà con làm bắt phải phun hết, nhưng mà vì để bảo đảm tức là cái nguyên tắc bốn đúng của sử dụng bảo vệ thực vật nên là giữa viện và hợp tác xã và xin ý kiến của chi cục là chúng tôi tạm đình ngày hôm nay, chúng ta mới phun một số diện tích thôi, nhưng mà bà con thì rất phấn khởi. Bà con yêu cầu là năm tới là hợp tác xã và ban giám đốc là phải lo cái phương tiện này về để cho bà con. Theo lãnh đạo xã Ninh Mỹ, trước đây việc canh tác lúa truyền thống chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật của viện thì đa phần là sản xuất thủ công, sử dụng giống lúa cũ. Do vậy rất hạn chế trong việc đáp ứng thị trường lúa chất lượng cao. Nhận thấy những hiệu quả tích cực của gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến, lãnh đạo địa phương và bà con nông dân trong xã đều mong muốn nhân rộng mô hình này. Thì đến thời điểm này thì cái dàn lúa thì trên địa bàn thì cũng rất là khả quan. Cái này thì nó có cái ưu điểm tức là nó năng suất cao, mà cái chất lượng hiệu quả kinh tế thì nó đảm bảo phù hợp với thị trường. Đấy, cho nên là bà con rất là phấn khởi và muốn là được nhân rộng ra cái diện rộng. So với cái áp dụng khoa học kỹ thuật của Viện Cây Trồng Trung ương như hiện nay thì là so với trước đây ấy, thì thứ nhất là đồng giống đồng trà đấy, và cái thứ hai nữa là những cái giống cây trồng thì là nó có tính đột phá, tức là về cái chất lượng này, rồi nó phù hợp với thị trường này, và cái đảm bảo về kỹ thuật đấy, trong cái việc là phòng trừ sâu bệnh cũng như là thu hoạch lúa, nó mang cái chất là áp dụng máy móc vào, cho nên là nó giải quyết được cái vấn đề thực tế hiện nay là cái việc đối với bà con bây giờ là cái lao động nông nghiệp là rất là hạn chế. Vụ đông xuân năm 2018-2019 là vụ lúa đầu tiên Hợp tác xã Phong Hòa phối hợp cùng Viện Cây Lương Thực triển khai mô hình gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến trên diện tích 5 ha với 34 hộ dân tham gia. Sau kết quả của vụ lúa xuân, Hợp tác xã này sẽ tiếp tục triển khai thêm vụ lúa mùa và dự kiến nhân rộng ra toàn bộ diện tích lúa trong những năm sau. Theo kết quả điều tra đánh giá tình hình sản xuất lúa của vùng đồng bằng sông Hồng, đối với khâu cấy, đa số nông dân vẫn có tập quán cấy lúa bằng tay. Rất ít vùng có áp dụng gieo mạ khay, cấy bằng máy hoặc gieo xạ bằng công cụ xạ hàng. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu gieo cấy ở đồng bằng sông Hồng hiện mới chỉ đạt khoảng 8-10%, lượng giống sử dụng còn khá lớn. Trong cái quá trình gieo xạ, hiện nay ở một số các địa phương có cái truyền thống gieo xạ ở khu vực đồng bằng sông Hồng, ví dụ như ở Hà Lam, Hải Dương hoặc là Linh Bình, thì về cơ bản người dân vẫn sử dụng là từ 2,8 cho đến 3 kg mộng trên một sào Bắc Bộ. Vì vậy, nhằm tiết kiệm lượng giống và công lao động, chiếc máy gieo xạ này đã được viện nghiên cứu và áp dụng để thay thế công cụ xạ hàng. Thế thì về ưu điểm thì chiếc máy là vừa đảm bảo cái tỷ lệ gieo mộng mạ rất là đồng đều. Thứ hai nữa là cũng khắc phục được một số các cái nhược điểm của cái gieo xạ bằng tay cũng như là gieo xạ bằng công cụ xạ hàng. Là đặc biệt là trong cái vụ mùa thì thường là sau khi gieo xạ thì cái hạt mộng mạ là nằm ngay ở trên mặt ruộng thì có thể là bị chim chuột. Đấy, hoặc là sau khi mà cây mạ vừa phát triển thì là gặp các cái đợt mưa lớn thì có thể là gây trôi giạt. Đấy, và trong cái vụ xuân ấy, thì có thể là gây cho cái cây mạ nó bị chết rét và rất là khó kiểm soát. Chiếc máy này sau khi gieo thì cái hạt mộng được bơm sâu xuống dưới đất khoảng tầm 0,5 đến 0,8 ly. Đấy, do vậy mà cái cây mạ sau phát triển rất là đồng đều
ngoài cái việc phát triển đồng đều thì cũng hạn chế được các cái nhược điểm về trôi dạt nếu như mà gặp mưa to gió lớn. Hai nữa là có thể khắc phục được một số các hạn chế về chim chuột phá hại. Ngoài việc được sử dụng trong quá trình gieo vãi, gieo xạ lúa thì chiếc máy này còn có thể sử dụng để phun phân bón cả dạng bột và dạng nước. Đây cũng là một tiến bộ kỹ thuật trong việc bón phân và phương pháp bón mà viện đang triển khai nghiên cứu. Thạc sĩ Hiếu cho biết, chiếc máy phun phân bón hoạt động nhờ sức gió, sức chứa của bình là từ 25 đến 30 kg phân bón hoặc mộng mạ. Về cái cơ chế vận hành thì chiếc máy này là có cái ưu thế hơn so với cái việc mà sử dụng cái công thủ công để bón phân. Một chiếc máy này có thể phun 1 giờ có thể đạt được 1 đến 1,5 hecta phun phân bón, và trong cái quá trình gieo xạ thì cũng có thể phun trong 1 giờ có thể đạt được 1 hecta. Và tùy vào cái số lượng mộng mạ hay là công suất hoạt động thì ta có thể sử dụng cần số cái van phễu đây để điều chỉnh cái lượng phân bón để phun. Đấy, phun ra cái lượng phân ra nhiều hoặc là ra ít thì mình có thể điều chỉnh. Thứ hai nữa là mình có thể điều chỉnh bằng ga. Cái tầm xa của chiếc máy này có thể phun xa từ 13 cho đến 15 mét. Loại máy phun phân này cũng thể hiện được nhiều tính năng vượt trội hơn so với rác bằng tay, vì khi phun hạt, phân cắm sâu vào đất, giảm thiểu sự rửa trôi và thất thoát, mà rễ lúa cũng có thể tiếp xúc ngay được với phân. Ngoài ra, nó có thể giúp tiết kiệm được từ 2 đến 3 lần thời gian bình thường nếu bón phân cùng một thửa ruộng. Máy giúp phun phân đều hơn rắc bằng tay mà lại tiết kiệm được nhân công. Chúng ta lên bón khi mà cái mực nước nó ở mức là lông, tức là lộ ruộng hoặc là xâm sấp mặt ruộng, thì sau khi mà chúng ta bón phân bằng cái máy này thì cái hạt phân ấy, nó được bơm sâu vào cái mặt đất khoảng tầm từ 1 cho đến 1,5 cm. Đấy, sau đó thì ta tiếp tục là cho nước từ từ vào ruộng thì đảm bảo được tức là giảm thiểu rất là tốt cái việc mà thất thoát phân bón trong cái quá trình canh tác và giúp cho cái cây lúa sử dụng một cách là có hiệu quả. Thế thì về cái hiệu quả kinh tế thì chiếc máy phun phân bón này trong vòng 1 giờ có thể phun được cho 1 hecta lúa. Và nếu như mà sử dụng cái công thủ công mà bón phân bằng tay ấy, thì trong vòng 1 giờ thì cũng hoặc là có trong vòng 1 ngày thì một người dân cũng chỉ có thể bón được khoảng tầm 1 đến 1,5 mẫu ruộng trong 1 ngày thôi. Tuy nhiên thì đối với con máy này thì người dân có thể là trong 1 giờ là bón được tầm 1 hecta ruộng. Thế như vậy là cái hiệu quả kinh tế là rất là cao. Theo kết quả nghiên cứu, bà con nên chọn các loại phân tổng hợp có chứa hợp chất phân giải chậm Agroten và TE khi bón bằng máy. Không bón lai dai nhiều lần sẽ làm tăng rảy vô hiệu. Khi bón phân nên chừa lại một ít của mỗi lần bón. Sau từ 2 đến 3 ngày bón vá lại để đảm bảo cả quần thể ruộng nhận được dinh dưỡng đồng đều như nhau. Thì chúng tôi đã đưa được ra cái lần phân khuyến cáo đối với người dân ở vùng đồng bằng sông Hồng trong cái điều kiện là khoảng tầm trong cái vụ xuân là khoảng tầm từ 90 cho đến 100 en, 40 cho đến 50 P2O5 và 50 cho đến 60 K2O là phù hợp cho các cái đồng đất có cái điều kiện là phù sa sông Hồng. Với cái chiếc máy này chúng tôi chỉ bón đối với các loại phân bón tổng hợp thì chỉ bón khoảng tầm từ 400 cho đến 450 kg phân bón LPK tổng hợp. Trong khi đó nếu mà so sánh với các cái quy trình bón phổ thông hiện nay thì người dân phải sử dụng từ 500 cho đến 550 kg LPK trên 1 hecta. Và trong khi đó thì khi mà bón bằng tay thì lại không đảm bảo cái độ đồng đều như khi sử dụng chiếc máy này. Như vậy trong điều kiện ô thửa lớn, chiếc máy phun phân bón và gieo xạ được các nhà khoa học khuyến cáo áp dụng. Qua đó không chỉ tiết kiệm công sức lao động mà còn đảm bảo độ đồng đều và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Cũng theo kết quả điều tra, nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm, trong khâu phun thuốc hiện nay có khoảng 50-70% người dân sử dụng bình phun đeo vai có động cơ và 30-50% dùng bình phun không có động cơ. Việc áp dụng máy trừ sâu giải rộng, một công nghệ kỹ thuật mới đang được thử nghiệm, thì hiện mới chỉ có một số doanh nghiệp áp dụng.
Vậy phương pháp bảo vệ thực vật này có ưu nhược điểm ra sao? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong chương trình tiếp theo.